Xin chào mừng tất cả các cô chú anh chị đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ cho mọi người. Tại vì có một số bạn có comment hỏi mình nên chia sẻ cho mọi người cách chăm sóc cây hoàng lạp và cây sơn thủy tiên. Thì cách chăm sóc của nó đều giống nhau. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách chăm sóc để cho cây hoàng lạp và cây sơn thủy tiên phát triển tốt nhất. Thì mình chăm sóc thì cũng rất đơn giản thôi mọi người, không có cầu kỳ. Nói chung là chơi lan á, chúng ta chơi lan thì chúng ta chăm sóc theo cách riêng của chúng ta, chứ không phải là theo một cái khuôn nào hết các bạn ạ. Vì mình chơi lan chứ không phải là để cho lan chơi mình. Mình chơi lan thì mình chăm sóc theo cách riêng của mình và rất là đơn giản thôi. Tại vì các bạn cứ nghĩ nó cầu kỳ thì nó cầu kỳ, chứ còn mình cây hoàng lạp với cây sơn thủy tiên thì mình trồng rất là nhiều, nhưng mình treo trên giàn cao lắm. Mình chỉ lấy một chậu xuống để mình làm ví dụ thôi. Hôm nay mình chia sẻ cho mọi người theo kinh nghiệm cá nhân của mình thôi nha. Mình chăm sóc như thế nào thì mình sẽ chia sẻ như vậy, chứ mình không có hướng dẫn. Mình chỉ chia sẻ đam mê. Và các bạn chỉ cần lưu ý ba điều này thì cây lan hoàng lạp của các bạn sẽ phát triển rất là tốt. Và phát triển tốt và tới mùa hoa là sẽ có hoa. Thì bây giờ mình xin chia sẻ lưu ý thứ nhất là các bạn nên tưới nước trước và sau khi tưới phân. Vậy thì tưới nước trước thì có tác dụng gì? Khi các bạn tưới nước trước thì cái phần lỗ khí hỏng của cái lá lan này nó sẽ mở ra, nó sẽ hấp thu được lượng phân tốt nhất mà các bạn tưới vào. Ví dụ như nó có thể hấp thu tới 90% phân, còn nếu các bạn không tưới nước thì nó chỉ hấp thu được 20 đến 30% lượng phân chúng ta tưới thôi. Mà ngược lại, nếu như không tưới nước trước thì khi nắng lên cao các bạn tưới phân không á, thì nó sẽ bị cháy lá, tức là cái lượng phân đó, phân khi nào cũng là muối nhiều hết. Và các bạn phải xả lại. Ví dụ như tưới phân thì chúng ta chỉ có thể tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát. Thì ví dụ chiều mát là như thế nào? Chiều mát tức là vẫn còn ánh nắng chứ không phải khi tắt nắng đâu các bạn ạ. Chiều mát tức là sau 3 giờ chiều, là 3 giờ là các bạn tưới sơ qua nước đi, và đến 3 giờ 20 gì đó là chúng ta bắt đầu tưới phân rồi, lúc đó là ánh nắng nó đã dịu rồi. Rồi bây giờ là đến vấn đề thứ hai là cây hoàng lạp rất cần có nắng. Cây hoàng lạp và cây sơn thủy tiên là nó có rất nhiều loại. Loại này là củ nó nhỏ này các bạn này. Khi mình chăm sóc tốt thì củ nó sẽ to lắm. Có loại củ nó to lắm các bạn. Mình có cái chậu kia củ nó to lắm. Nhưng mà củ nó to là mình chăm phân nhiều. Còn nhìn các bạn nhìn biết là mình chăm phân ít rồi đúng không? Củ nó rất là nhỏ. Mình treo rất là trên cao luôn. Và mình bỏ phân tan chậm này mọi người. Mình rất ít tưới luôn. Rất ít tưới phân và mình bỏ phân tan chậm. Đây đang còn cái vị phân tan chậm này, là phân này nói chung là hết chất rồi đây. Phân Jinan 14 đều. Các bạn có thể bỏ phân tan chậm của Nhật, phân chì của Nhật đó, 13, 11, 11 gì đó. Mình nên đóng một cái gói nhỏ nhỏ xong rồi mình bỏ. Thì đừng có bỏ phân sát bộ rễ quá nha các bạn, thì nó sẽ bị nóng và cháy rễ. Rồi lưu ý thứ hai là các bạn nên đủ nắng đúng không? Tức là cây lan hoàng lạp này nó rất ưa nắng. Nhà mình là mình cho ăn nắng tới gần 100% luôn đó các bạn. Cây rất là, mình treo độ cao trên 3 mét luôn và đủ nắng, rất là nắng, lá thì cứng ngắc luôn và cây thì phát triển rất là khỏe. Mầm gốc thì ra rất nhiều. Một năm cây hoàng lạp có thể đẻ con từ 3 đến 4 lần nếu mà chúng ta chăm sóc tốt. Các bạn nhìn cái cây hoàng lạp của mình nhá. Lúc hồi xưa mình trồng là nó chỉ, mình mua hàng kg á, hoàng lạp thì rất là rẻ thôi. Mình mua hàng kg có 180.000 một ký. Thì lúc đó nó chỉ có mấy cái mầm nhỏ xíu này thôi nè mọi người. Và cái to này nó ở trong rừng thì nó không còn lá. Khi người ta vận chuyển về đến nơi là nó sẽ không còn lá. Và mình trồng lại thì nó đã lên được rất nhiều, là làm một măng. Và các bạn nên lột sạch đi cho nó ăn được nắng tốt nhất thì cây nó sẽ mập hơn đó. Rồi và yếu tố thứ nhất là phải tưới nước trước.
Yếu tố thứ hai là phải đủ nắng, và yếu tố thứ ba là tưới vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Chỉ cần ba yếu tố này thôi là các bạn sẽ chăm sóc cây hoàng lạp của các bạn rất là mạnh khỏe. Và tưới phân á, thì một tháng chúng ta chỉ cần tưới một lần cũng được. Khi tưới phân thì các bạn nên tưới bình thường thì chúng ta chỉ tưới 20 đều các bạn, 20 đều cây hoàng lạp, lá nó dày, cây nó khỏe thì các bạn nên cho nó ăn 1,5 g đi. Bụi nó to như thế này thì nó ăn 1,5 g thì nó mới đủ để nó nuôi con của nó. Vì là cứ tưởng tượng đây là nhà đông con đấy các bạn. Ví dụ như chậu này là ăn 1,5 g nha, còn cái chậu bé bên đó thì chỉ ăn được 1 g thôi. Nhà đông con thì phải nấu nhiều cơm, nhà ít con thì sẽ nấu ít cơm, ví dụ như vậy. Còn B1 thì mình pha 1cc, 1cc hay 1ml thì nó cũng giống nhau đó mọi người. Thì mình 20 đều mình pha 1,5 g B1, 1C, hai cái này mình cộng lại trong vòng 1 lít nước. Một tháng mình chỉ cần tưới một lần là nó cũng đã đủ rồi các bạn. Còn bình thường nó ăn phân tan chậm. Đó, như vậy. Và một tháng mình tưới cho nó một lần Amigen, tức là ví dụ như 15 ngày này thì mình tưới B1 và 20 đều, 15 ngày sau mình tưới cho nó một lần Amigen, hoặc là B12 thì để cho nó, ví dụ như nó chỉ nhằm mục đích là để nó sốc nhiệt thôi mọi người, nó giảm, nói chung nó giải độc tố đấy. Nắng quá này hoặc môi trường thay đổi này các thứ này, nó có thể cây lan lâu ngày, ví dụ nước mưa nhiều nó cũng axit này, nó cũng bị nhiễm độc. Đó là theo cách hiểu riêng của mình thôi, vì mình chăm lan lâu thì mình thấy nó, cách của mình làm thì nó cũng phát triển tốt thì mình sẽ chia sẻ vậy. Thì mình nên tưới cho nó một lần bằng B12 hoặc Amigen để cho cây nó, nói chung là 15 ngày tưới một lần đấy, phân đạm thì một tháng tưới một lần, và cái này một tháng tưới một lần thì mình có thể luân phiên nhau, 15 ngày chúng ta tưới một lần. Còn khi nào mà tới mùa hoa của nó thì mình sẽ thay thế vào đó bằng phân 20 đều, bằng phân 19, 31, 17. Phân nào cũng được, nhãn hiệu nào cũng được, nhưng cái thành phần ở giữa này các bạn này, có số ở giữa này này các bạn. Số ở giữa này nó cao một xíu nha, 19, 31, 17, ví dụ 10, 55, 10 cũng được. Thì nó sẽ là kích hoa cho cây hoàng lạp rất là tốt. Còn số 30, 30 vẫn kích được, nhưng mà nó không có hiệu quả bằng cái phân này thôi, chứ không phải là không kích được nha các bạn. Đó là mấy lần mình chăm. Kích hoa thì mình nên tưới 3 lần, mỗi lần cách nhau 1 tuần. Đó. Thì nói chung là mình cho ăn nắng tới hoàng lạp là mình cho ăn nắng tới 100% luôn đấy. Cho nên các bạn có thể cho ăn nắng 80-90%, nhưng đừng có để chỗ trời mát, và nên treo cao. Ý là ví dụ như treo ở dưới bóng cây ấy, thì nó vẫn phát triển tốt các mọi người. Nhưng nó chỉ ăn được cái lượng nắng rất ít mà nó xuyên qua cái tán cây, cho nên là cây sợ, mình sợ là lúc đó cây nó sẽ không phát triển được bằng là mình cho ăn nắng nhiều. Ăn nắng nhiều thì cái củ này nó sẽ rất là nở ra to và nó chắc, nó khỏe, cái lá nó cứng, thì nó, cây hoàng lạp nó rất ít bị bệnh thối nhũn nha mọi người. Theo mình quan sát nhà mình trồng rất là nhiều, cho nên mình quan sát nó ít bị, nó chưa bị thối nhũn bao giờ luôn. Mình trồng thì mình vì cho cái cây này này mình ít chăm sóc cho nên là nó còi cọc vậy á, chứ nếu mà các bạn mà chăm sóc nhiều á thì nó sẽ rất là, nó sẽ rất, củ nó sẽ rất là to. Và đặc biệt á là cây hoàng lạp này khi các bạn tưới kích hoa 19, 31, 17 3 lần, mỗi lần cách nhau 1 tuần, pha chung với 1CB1, 19, 31, 17 thì mình cũng pha 1,5 g, thì các bạn sẽ kích hoa từ những cái mắt này được nha. Nếu nó không ra hoa, mình muốn chơi hoa thì mình chỉ cần tưới thân đúng, tưới phân mà đúng theo cái công thức mình chia sẻ. Xong các bạn ví dụ đây là cái mắt của nó, các bạn từ cái mắt của nó xuống, từ cái mắt của nó xuống khoảng 1 phân là các bạn bơm vào đó, các bạn khoan một lỗ nhỏ, dùng cái cây tăm nhọn đó, các bạn khoan vào đó một lỗ nhỏ, các bạn nhỏ kikuyu xanh, kikuyu rồ hoặc kikuyu mỹ, nói chung kiki loại nào cũng được. Sau đó để 2 ngày cho khô thì chúng ta mới được tưới nha. Không bôi keo liền sẹo cũng được, nhưng nếu không bôi keo liền sẹo thì phải để 2 ngày cho khô, xong rồi chúng ta mới tưới cho nó khô hẳn vết thương đó. Thì khoảng 45-50 ngày sau là chúng ta sẽ có hoa ngắm. Thì đó là mình đã chia sẻ
hết những cái gì mà mình học được trong thời gian mình chăm sóc cây lan hoàng lạp. Thì rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Và bây giờ nhân tiện đã lấy xuống rồi để làm video thì hôm nay mình sẽ tưới cho nó Amigan luôn mọi người. Mình sẽ pha 2 gram Amigan. Đã tưới sơ qua nước rồi, mình đã tưới sơ qua nước rồi. Bây giờ mình sẽ tưới Amigan cho nó để cho nó hấp thu được. Amigan nó cũng có B1, nó đã có B1 rồi. Và đây này, các bạn có thể xem lại nhé. Thành phần của nó rất là tốt luôn nè. Cái này thì mỗi nhà, nếu mà chúng ta đã chơi lan á, thì mỗi nhà các bạn nên có một chai nha. Mình mua có 45 ngàn là mình đã xài để rất lâu rồi, mình thấy rất tốt luôn. Tốt rễ, bật mầm, xanh lá, phục hồi cây sau khi ra hoa. Tức là một tháng mình tưới một lần là mầm gốc nó rất rất nhanh, nó rất nhanh đẻ con. Đó chính là ý nghĩa mình chia sẻ các bạn nên tưới đó. Rồi bây giờ mình tưới nhá. Trước khi tưới phân thì mình đã xả sơ qua nước rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tưới. Tưới thiệt đẫm luôn nha mọi người ơi. Chậu này mình mới trồng này, mình có làm video chia sẻ cách trồng nè. Rồi bây giờ mình đã tưới xong rồi đó. 2 tiếng sau mình sẽ xả lại. Ví dụ như tưới các bạn nên tưới vào trước 7 giờ thì tốt nhất nhé. Đừng có để khi nắng lên mới tưới. Khi nắng lên mới tưới là nhiệt độ mà cao quá 30 độ C là nó bị cháy lá đấy các bạn. Rồi mình sẽ xả lại trước 10 giờ. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình nha. Chúc mọi người luôn thành công với những đam mê. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.